Lịch kinh tế là một người bạn đồng hành đối với tất cả trader trên thị trường này, và mình chưa thấy một ai, chưa thấy một trader nào bỏ qua cái lịch kinh tế cũng như là không sử dụng cái lịch kinh tế này cả, kể cả đánh thuần về phân tích kỹ thuật hay đánh về phân tích cơ bản. Chào mừng các bạn quay trở lại XTB, mình là Minh. Và những nội dung trong video này được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của mình, nhằm giúp cho các bạn có thể tiếp cận về thị trường tài chính quốc tế một cách dễ dàng nhất và đơn giản nhất. Và nên nhớ rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều video ngắn với những chủ đề khác nhau để mọi người có thể dễ dàng xem và tiếp cận được những cái thông tin này. Và tất cả mọi người đều có thể xem lại ở trong series là XTB Trading Academy. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người về cách sử dụng lịch kinh tế trong quá trình mọi người giao dịch Forex. Vậy thì khi chúng ta giao dịch, chúng ta sẽ rất là nhiều khi chúng ta nghe được những câu đấy là hôm nay có tin gì, hoặc là hôm nay có cái điều gì mà khiến cho giá biến động rất là lớn như vậy. Vậy thì có rất là nhiều trader mới mà chúng ta bỏ quên và chúng ta bỏ qua những cái điều này, và cái kết quả họ nhận được thì tương đối là, mình nghĩ là mức độ rủi ro tương đối là cao. Vậy thì chúng ta sẽ đi dần cùng mình để xem chúng ta sẽ sử dụng những thông tin này như thế nào để an toàn nhất và như thế nào để hiệu quả nhất. Vậy thì đầu tiên về định nghĩa thì chúng ta sẽ luôn cần phải tìm hiểu và chúng ta sẽ luôn phải biết được một điều, đó là vậy thì lịch kinh tế là gì. Thì ở đây mình đã có một cái ghi chú nhỏ cho mọi người để dễ nhớ. Thì lịch kinh tế thì là một cái để cung cấp thông tin về thời điểm diễn ra và tác động của các sự kiện kinh tế quan trọng được lên lịch công bố. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có hai nội dung mà chúng ta sẽ được cung cấp. Thứ nhất là thời gian và thứ hai sẽ là mức độ ảnh hưởng, đúng không ạ? Ví dụ như mọi người sẽ thấy rất là nhiều cái tin mà mọi người sẽ là mức độ màu đỏ, màu xanh hoặc màu cam, hoặc là tin 2 sao, tin 3 sao, thì đấy nó sẽ gọi là mức độ ảnh hưởng của cái tin đó lên đến thị trường. Và các cái sự kiện được xếp loại thấp, trung bình và cao tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng tới thị trường là cái điều mình vừa nói. Thì mọi người có thể xem ở rất là nhiều trang web khác nhau và xem ở rất nhiều những cái nơi khác nhau. Còn như ở trong X-Station thì nó sẽ có một những cái đánh dấu và những cái thông tin rất là chi tiết để mọi người có thể dễ xem và mọi người có thể dễ nắm bắt được. Bao gồm là ngày phát hành tin, nội dung của tin, chi tiết của tin, những cái dự báo kỳ trước đó, dự báo của kỳ này và cái số liệu thực tế. Và nên nhớ chắc chắn sẽ một điều rất là quan trọng, đấy là mức độ ảnh hưởng của tin đến với thị trường thì nó sẽ được biểu hiện qua những cái con số và những cái màu sắc ở trên X-Station. Thì lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người ở trong phần mềm, nó sẽ rất là dễ để mọi người có thể xem được. Vậy thì cái câu hỏi mà sẽ được đặt ra tiếp theo đó là gì? Có những cái loại thông tin nào ở trên thị trường sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường, và những loại thông tin nào sẽ được ảnh hưởng ít hơn? Vậy thì chúng ta nắm được những cái thông tin nào ảnh hưởng nhiều thì chúng ta sẽ có thể, một là chúng ta sẽ né được, hai là chúng ta sẽ ứng xử được với nó tốt nhất. Chứ không phải là chúng ta có 10 cái tin thì những cái tin nào, 10 cái tin đó nó đều ảnh hưởng như nhau đến với thị trường. Và ở trong đây mình có một cái bảng danh sách nho nhỏ để cho mọi người nắm được những cái tin nào sẽ ảnh hưởng cao nhất đến thị trường. Thì chúng ta sẽ có những cái thông tin ví dụ như là về dữ liệu GDP là sẽ thay đổi tương đối là lớn, thay đổi lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ là của Fed, và tin non-farm thì liên quan đến tỷ lệ việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, chỉ số lạm phát là CPI, tăng trưởng kinh tế của một đất nước, chính sách tiền tệ, doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất công nghiệp và dịch vụ PMI. Thì như các bạn có thể thấy là mới khi chúng ta nghe những cái chỉ số này, chúng ta sẽ hơi rối và chúng ta sẽ có thể chúng ta cảm thấy nó quá là nhiều để chúng ta có thể nhớ được và chúng ta sẽ có thể phân biệt được. Nhưng mình nghĩ là không sao, bằng tất cả những cái phần mềm và bằng tất cả những công cụ hiện đại của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có thể theo dõi những cái tin này rất là nhanh và rất là đơn giản. Lưu ý tiếp theo mình nhắc lại lần thứ hai cho mọi người trong video này, đấy là tin tức được đánh giá mức độ trung bình và cao có thể ảnh hưởng lớn đến biến động giá, gây ra sự tăng hoặc là giảm mạnh trong tỷ giá hối đoái. Vậy nên chúng ta sẽ có rất là nhiều người đặt ra những câu hỏi là khi tin ra thì nó sẽ là tăng hay là giảm. Thì chúng ta sẽ không nói được cái điều đó trước, và chúng ta chỉ có thể nói được một điều, đấy là nó ảnh hưởng lớn hay là nó ảnh hưởng ít đến thị trường mà thôi. Vậy thì là mới trader, chúng ta sẽ thấy được lợi ích khi chúng ta sử dụng cái lịch kinh tế và chúng ta nắm được thông tin của thị trường là gì.
thì chúng ta sẽ biết được là các nền kinh tế trên thế giới thì dựa trên những cái dữ liệu mà họ công bố như là GDP, việc làm, dữ liệu tiêu dùng, lạm phát, thì chúng ta có thể thấy được là nền kinh tế đó nó đang ở trong cái xu hướng tăng hay đang ở trong xu hướng giảm. Và hiển nhiên khi nó tăng thì nó sẽ ảnh hưởng tất cả những cặp tiền chúng ta giao dịch. Ví dụ như USD tăng thì chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta bán EU, bán GU, bán vàng, và ngược lại USD giảm thì chúng ta sẽ mua EU, mua GU và chúng ta sẽ mua vàng, đúng không ạ? Và đấy là một cái điều cũng áp dụng đối với tất cả những cái nền kinh tế khác, ví dụ như là Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Anh và những cái nước ở châu Âu. Cái điều thứ hai tương đối là quan trọng, đấy là chúng ta sẽ liên quan việc lập kế hoạch. Thì các cái sự kiện làm biến động thị trường, giá có thể tăng giảm rất là mạnh trong thị trường Forex như mình đã nói ở trên, thì lựa chọn giao dịch tại thời điểm phát hành tin tức hoặc né tránh nó, không giao dịch tại những thời điểm như vậy, thì nó sẽ là những kế hoạch mà mọi người cần phải lập ra. Nếu chúng ta là những trader theo trường phái là rủi ro thì chúng ta có thể giao dịch ở trong những thời điểm này để chúng ta kiếm được mức lợi nhuận lớn hơn so với bình thường. Và chúng ta là những cái trader theo trường phái an toàn thì như mình ở thời điểm hiện tại, mình là người an toàn thì mình sẽ né, tức là mình sẽ tránh toàn bộ những thời điểm ra tin bằng cách là đóng toàn bộ những cái lệnh mình đang có và đóng toàn bộ những cái lệnh chờ để khi nào tin xong thì chúng ta mới bắt đầu giao dịch. Và cái điều cuối cùng, cái lợi ích của việc này nó sẽ liên quan việc là quản lý rủi ro, thì tránh những tin xấu bất ngờ bằng cách kiểm tra dữ liệu biến động được công bố để quản lý giao dịch một cách sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Và rất là nhiều trường hợp xảy ra, đấy là những cái lệnh của các bạn là từ dương sẽ chuyển thành âm chỉ sau một thời điểm 5 đến 10 phút sau khi ra tin, và rất là nhiều bạn đã không chỉ âm mà còn cháy tài khoản, thì đây mới điều thực sự rất là buồn. Rất nhiều cái tin ở nước ngoài nó sẽ được ra vào lúc buổi tối và lúc buổi đêm, và lúc đó chúng ta sẽ đi ngủ thì rất nhiều người không đặt stop loss và không đặt TP, nên là từ cái lệnh thắng trở thành thua, và cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Vậy nên chúng ta sẽ cần rất là phải cẩn trọng ở trong những cái thời điểm này. Vậy thì nói đến ưu điểm thì chúng ta sẽ phải nói nhược điểm khi chúng ta giao dịch theo tin tức, đó là gì? Chúng ta sẽ cần phải nắm được rất là kỹ những cái điều này. Thứ nhất là khi có nhiều tin mạnh thì nhiều nhà đầu tư hiển nhiên như mình sẽ đứng ngoài thị trường, đúng không ạ? Ví dụ bình thường có 10 nhà đầu tư thì đến 7 nhà đầu tư đứng ngoài thị trường chỉ có 3 người giao dịch với nhau, thì hiển nhiên mức độ thanh khoản sẽ xuống thấp, đúng không ạ? Thanh khoản xuống thấp thì sẽ dẫn đến cái gì? Rủi ro cao thì spread sẽ giãn mạnh, và có rất là nhiều cái sàn giao dịch sẽ yêu cầu tăng cái mức độ ký quỹ bằng cách họ sẽ giảm đòn bẩy của các bạn đi. Ví dụ như ở thời điểm đầu khi chưa có tin thì các bạn thể sử dụng đòn bẩy là 1.500, và đến khi có tin nó sẽ hạ mức đòn bẩy xuống là 1.100 hoặc 1.200 thôi. Thì nó sẽ có hai điều xảy ra, là một là các bạn phải tăng cái tiền ký quỹ các bạn, hai là các bạn phải cắt bớt cái lệnh của các bạn, không thì cái việc cháy nó sẽ rất là dễ để diễn ra, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì spread nó sẽ giãn ra mạnh, thì chúng ta sẽ cần chọn những cái sàn có yếu tố là spread nó ổn định, ví dụ như XTB hoặc là những cái sàn như nãy mình vừa nói là không giảm cái tỷ lệ ký quỹ đi, thì ở XTB chúng ta đều có thể làm được những cái điều đó. Mình khá là hài lòng với những cái vấn đề này. Cái vấn đề tiếp theo nữa đấy là việc thanh khoản thấp và cái lag ở trên thị trường thì dẫn đến việc là sẽ không thể đóng và mở lệnh được, và thậm chí giá sẽ nhảy qua cái mức stop loss, cái mức lỗ hơn dự kiến, hoặc là hưởng lợi nhảy theo hướng dự đoán, đúng không ạ? Nhưng thực tế là rất nhiều sàn trong những thời điểm ra tin thì không thể vào lệnh được, cũng như là cái tốc độ khớp lệnh sẽ rất là chậm và cái trượt giá nó sẽ xảy ra. Làm được những cái điều như mình nói để tránh toàn bộ thời điểm ra tin là một điều mình nghĩ là sẽ là tốt nhất. Và chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi tiếp theo sau, đấy là vậy nên có nên giao dịch theo tin tức hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của mình, nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong cái chuỗi video này, đấy là mình là một trader theo trường phái an toàn. Thế nên cái lời khuyên của mình cho các bạn đó là gì? Là giao dịch theo tin là phải có kế hoạch giao dịch rõ ràng, tức là chúng ta mua ở đâu, bán ở đâu, TP bao nhiêu giá, SL bao nhiêu giá, và phải luôn đặt stop loss và có phương án quản lý vốn cho chúng ta. Đó. Thì theo tin thì các bạn bình thường các bạn có thể đánh là ví dụ một lot, thì theo tin các bạn có thể giảm khối lượng các bạn lot của bạn xuống ví dụ 0.3 hoặc 0.2 thôi để đảm bảo an toàn cho tài khoản các bạn. Bởi vì cái biến động nó rất là dài sẽ dẫn đến cái việc rủi ro cho tài khoản các bạn. Đấy là một cái điều mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Tránh và chúng ta nên né những cái thời điểm ra tin. Đợi sau khi tin ra tầm khoảng 2 đến 3 tiếng mọi người thể vào lại để mọi người giao dịch theo tin bình thường khi thị trường quay trở lại trạng thái ổn định. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp với mình để xem extension của XTB có thể cung cấp cho chúng ta những cái điều gì để chúng ta giao dịch theo tin tức nó sẽ tốt hơn. Như mọi người thấy ở đây là cái phần mềm giao dịch extension của XTB. Chúng ta sẽ có rất nhiều những khu vực khác nhau, đấy là phần phân tích thị trường này, phần lịch kinh tế và phần tin tức. Thì như cái nội dung mình chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến hai phần đấy, thứ nhất là tin tức và thứ hai là lịch kinh tế. Thì tin tức ở đây nó sẽ được cập nhật theo ngày và sẽ được liên tục update những cái tin gì liên quan đến thị trường rất là lớn, ví dụ tin ở crypto nó sẽ được liệt vào khu vực là tiền kỹ thuật số. Những cái thông tin về dầu hoặc là về vàng sẽ được liệt kê phần commodity, tức là những loại hàng hóa.
hoặc là những cái tin về cổ phiếu thì sẽ được cho vào khu vực là stock để chúng ta có thể dễ dàng phân loại. Và khi chúng ta phân loại được tốt thì chúng ta sẽ chọn được những loại tài sản chúng ta giao dịch nó sẽ dễ dàng hơn và đơn giản hơn. Thì rất cảm ơn XTB về cái điều này. Và cái phần thứ hai là phần lịch kinh tế là cái điều mà chúng ta sẽ cần quan tâm. Thì ở khu vực này chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có phần sự kiện kinh tế và phần chia cổ tức. Nếu các bạn quan tâm đến việc là mua cổ phiếu nào để nhận cổ tức thì mọi người có thể xem được ở trong này. Và nó sẽ có là của hôm nay, của tuần này hoặc là của tháng này chúng ta sẽ có những kế hoạch chúng ta sẽ giao dịch sẽ tốt nhất. Quốc gia thì mọi người có thể chọn bất cứ quốc gia nào mọi người muốn. Ví dụ mọi người muốn tìm ở ví dụ Hoa Kỳ, những cổ phiếu ở Mỹ thì chúng ta sẽ xem được là Hoa Kỳ. Tất cả những cái mã giao dịch hoặc là mọi người có thể chọn một cái mã bất kỳ ở đây. Ví dụ như ở đây, rất nhiều. Thứ 3 sẽ chia cổ tức mã nào, thứ 4 chia mã nào, thứ 5 chia mã nào thì đều sẽ được liệt kê ở đây. Còn đối với phần sự kiện kinh tế là cái điều mình nói mọi người, cái cấu phần nó rất là đơn giản và dễ hiểu. Hôm qua, hôm nay, ngày mai là những cái tin tức nào nó sẽ diễn ra. Thì mình nghĩ là chúng ta nên luyện một cái thói quen là chúng ta sẽ luôn xem những cái tin tức nào sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Ví dụ trong ngày hôm nay là ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ xem có những cái tin về ở đây 20 giờ, 20 giờ, 21 giờ, những tin về FOMC, những tin tức ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là mức độ ảnh hưởng sẽ được đánh dấu theo những cái màu sắc và những cái vạch ở đây. Mức độ 3 vạch thì sẽ mức độ ảnh hưởng sẽ cao nhất. Và chúng ta sẽ thấy là có thể lọc, chúng ta chỉ quan tâm đến những cái tin mà ảnh hưởng cao thì nó sẽ chỉ hiện ra những cái tin như vậy. Và mình sẽ xem ở trong tuần này cho mọi người xem. Thì thứ tư nó sẽ một tin rất là quan trọng, đấy là dự trữ dầu thô này, thay đổi dầu thô là những cái bản đánh dầu, bản tin non-farm của ADP. Thì ở đây mọi người sẽ thấy đây những cái tin 3 sao thì những tin tương đối là quan trọng. Và nó sẽ có những cái thông số dự báo của nó là bao nhiêu, những thông tin công bố là bao nhiêu và kết quả kỳ trước là bao nhiêu. Ví dụ như bản tin ADP này, mọi người có thể bấm vào chi tiết để mọi người xem chi tiết về cái nội dung này, nội dung nó đưa ra sẽ là cái gì. Ví dụ đây là một cái bản báo cáo chỉ ra những cái thay đổi trong việc làm ở Mỹ, ở trong những cái ngành kinh tế tư nhân, ngoại trừ những ngành nông nghiệp. Và nó được xuất bản bởi một công ty, đấy là ADP, một công ty tư nhân chuyên làm về phân tích và thống kê số liệu. Và những cái thông và những cái báo cáo này sẽ được phát hành 2 ngày trước cái ngày của Bộ Lao động của Hoa Kỳ. Thế đây, như mọi người sẽ để thấy là trong cái kết quả của kỳ trước thì nó sẽ tạo ra là 978 việc làm không phải ở trong lĩnh vực nông nghiệp. Và dự báo ở trong kỳ này nó sẽ tạo ra khoảng 600.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Vậy thì chúng ta có thể thấy là trong kỳ này những cái công việc được tạo ra nó sẽ ít hơn trong cái số kỳ trước theo mức độ dự báo. Vậy thì đây sẽ là một cái xu hướng có vẻ là sẽ là tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ, bởi vì kinh tế nó giảm đi thì số lượng việc làm nó mới tạo ra ít hơn, đúng không ạ? Và đây là cái số liệu mà dự báo của cái công ty này và của tổ chức này. Và đến thứ 6 là tin non-farm chính thức, thì ở trong cái kỳ trước nó đang là 559 việc làm được tạo ra và cái dự đoán kỳ này sẽ là tăng lên là 700.000. Vậy thì ngược lại với cái bản tin của ADP xuất bản thì đây sẽ là một cái bản tin nó sẽ đánh giá là trong kỳ này số lượng việc làm sẽ tăng lên. Vậy thì hai cái điều này đang ngược với nhau. Vậy nên mình nghĩ là chúng ta sẽ nên đợi cho tất cả những thông tin này ra, chúng ta sẽ giao dịch được tốt nhất. Và ở đây nó sẽ có một cái để chúng ta đặt cái chuông cảnh báo. Vậy thì cảnh báo sẽ báo cho mọi người trước 10 phút khi cái tin nó sẽ diễn ra. Ví dụ như ở đây, XTB sẽ báo, XTB sẽ báo cho mình đó, để biết được là ví dụ 19:30 có tin thì sẽ cảnh báo là 19:20. Thì có thể mình sẽ đóng toàn bộ những lệnh đó hoặc là mình sẽ có những cái phương án vào lệnh. Thì đây là một cái tính năng mình thấy thực sự rất là hay và thấy thực sự rất là đáng giá ở trong cái phần mềm này. Và tất cả những cái thông tin thì mọi người đều có thể xem được ở đây. Và chốt lại một điều cuối cùng trong video này mình muốn nói là gì? Đấy là lịch kinh tế là một người bạn đồng hành đối với tất cả trader trên thị trường này. Và mình chưa thấy một ai, chưa thấy một trader nào bỏ qua cái lịch kinh tế cũng như là không sử dụng cái lịch kinh tế này cả. Kể cả đánh thuần về phân tích kỹ thuật hay đánh về phân tích cơ bản. Và mình rất hy vọng những cái nội dung mình truyền đạt đến cho mọi người trong ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người sử dụng phần mềm XTB một cách dễ dàng hơn, đơn giản hơn. Và hai nữa sẽ sử dụng lịch kinh tế một cách chính xác hơn và chuẩn xác hơn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.